Và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đặc điểm nhận biết và tác dụng của cây bồ khu vẽ. Giới thiệu các bạn, đây là cây bồ khu vẽ. Cây bồ khu vẽ này còn có tên là cây đỏ đọt, bởi vì đọt non của cây bồ khu vẽ có màu đỏ. Đây, đọt non của cây bồ khu vẽ này có màu đỏ. Cho nên trong dân gian còn gọi là cây đỏ đọt. Cây bồ khu vẽ này thuộc họ thầu dầu Euphorbiaceae. Giới thiệu các bạn, bên cạnh tôi đây gọi là cây bồ khu vẽ hay còn gọi là cây đỏ đọt, cây màu gà, cây sâu vẽ cũng có nơi còn gọi là cây bọ mẩy. Đây là một loài cây bụi, loài cây nhỏ, lá vừa hình dáng của lá thì có kích thước thay đổi, không có cố định, lá rất là nhẵn và nhọn ở đầu, ở phía cuống lá có thể nhọn hoặc tù. Đặc điểm nhận dạng của cây bồ khu vẽ đó là phía dưới lá thường xuất hiện các cái vết vẽ đen ở phía đằng sau lá, đó là vết vẽ do một loài sâu vẽ bò để lại. Đây, đằng sau lá có vết vẽ như lá này. Đó, là đằng sau có vết của sâu vẽ bò vẽ. Theo dân gian thì nhân dân ta thường sử dụng cây bồ khu vẽ để chữa rắn cắn. Khi bị rắn cắn thì ta hái lá cây bồ khu vẽ, giã, vắt lấy nước uống và bã đắp lên vết bị rắn cắn. Hoặc ta có thể nhai luôn trực tiếp và nuốt lấy nước bã đắp lên vết rắn cắn. Đối với nhân dân Philippines thì thường sử dụng lá cây bồ khu vẽ để cầm máu. Đối với các vết thương hở, nở loét hoặc bị mụn nhọt thì ta lấy toàn thân cây bồ khu vẽ sắc lấy nước uống thì mụn nhọt nhăn khỏi và vết thương thì nhăn liền ra. Theo Viện Sốt rét ký sinh trùng Việt Nam thì xét nghiệm sơ bộ thấy cây bồ khu vẽ có tác dụng chữa bệnh run chỉ rất là tốt. Hiện tại thì chưa có tài liệu nào nghiên cứu về tính chất dược lý của cây bồ khu vẽ. Bằng kinh nghiệm thực tế của bản thân tôi và đã qua sử dụng thực tế rất là nhiều lần thì tôi nhận thấy cây bồ khu vẽ này có tác dụng chữa đau bụng rất là tốt. Khi chúng ta bị đau bụng chỉ cần hái một nắm lá cây bồ khu vẽ khoảng 5 đến 10 lá, sau đó chúng ta nhai và nuốt cả nước lẫn bã thì khoảng một lúc sau thì sẽ khỏi đau bụng. Hoặc chúng ta có thể hái lá sau đó phơi khô, sao vàng rồi nghiền ra làm bột để cho trẻ em và người lớn trong nhà uống sẽ có tác dụng rất tốt đối với đường tiêu hóa, có tác dụng nhuận trường và chữa đau bụng, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Bằng kinh nghiệm thực tế của mình, tôi cũng nhận thấy cây bồ khu vẽ này có tính sát trùng rất là tốt. Khi chúng ta bị đứt chân, đứt tay, chỉ cần nhai vài lá cây bồ khu vẽ đắp lên vết thương thì vết thương sẽ cầm máu và rất là nhanh liền ra, nhanh khỏi. Như vậy, tôi đã giới thiệu cho các bạn xong về công dụng của cây bồ khu vẽ. Tôi xin chào tất cả các bạn. Mặt sau lá thì có các cái vết vẽ của sâu vẽ bùa.